Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok. Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống để trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Ở thời điểm mà tập podcast này lên sóng thì đâu đó chúng ta đã đi qua được cái cột mốc vô cùng quan trọng của hệ sinh thái Ethereum, đó là cái nâng cấp Dan Kun được một tháng. Và trong một tháng vừa rồi thì nếu như mà theo dõi các cái cuộc tranh luận liên quan đến câu chuyện data availability hay là các cái giải pháp khả dụng dữ liệu ở trên nền của Ethereum thì anh em cũng biết được là đâu đó các cái giải pháp này nó cũng hứng chịu nhiều cái thông tin tiêu cực, đặc biệt là sau khi cái nâng cấp Dan Kun nó triển khai một cái cập nhật mới, đó là cái EIP 4844, và nó giới thiệu một cái cơ chế giúp tiết kiệm cái chi phí cho DA là cái cơ chế blob. Thì đâu đó chúng ta sẽ thấy một vài cái thắc mắc, đó là liệu sau khi cái nâng cấp Dan Kun này nó được triển khai thì các cái giải pháp DA, các cái giải pháp data availability của các cái bên thứ ba, điển hình như là Celestia hay là AgentDA, hay là sau này thì chúng ta sẽ thấy là có một vài cái tên như là Avail, thì những cái dự án DA của bên thứ ba này thì họ có gặp phải cái vấn đề gì hay không, đặc biệt là sau khi cái EIP 4844 nó được triển khai thì các cái dự án họ có thực sự cần những cái giải pháp này nữa hay không. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đem ra một sẻ trong tập DeFi Discussion tuần này. Trước tiên thì chắc là chúng ta sẽ đảo qua một vài cái cập nhật những cái thông tin mới nhất của các cái giải pháp DA. Thì vào đầu tuần này thì chúng ta cũng biết một cái thông tin, đó là EigenLayer và cái AVS đầu tiên của họ, một cái mạng lưới vận hành đầu tiên của họ là cái EigenDA, thì cũng đã chính thức được triển khai trên mainnet. Thì đây là một cái thông tin hết sức tích cực cho cái hệ sinh thái EigenLayer nói chung, và đặc biệt là một cái giải pháp DA mà cũng rất đáng chờ đợi trong thời gian tới, đó là cái EigenDA. Về phía Celestia, một cái tên có thể coi là đi đầu ở trong cái mạng này, thì họ cũng thông báo là đã triển khai mainnet cho cái giải pháp Blobstream của mình ở trên mạng lưới của Arbitrum. Thì Blobstream là gì? Blobstream hiểu nôm na nó là một cái cầu nối để Celestia có thể kết nối được với các cái hệ sinh thái EVM. Điển hình ở đây là các cái giải pháp Layer 2. Thì vì cái bản chất của Celestia thì nó phần nào đó tương thích với cái hệ sinh thái của Cosmos nhiều hơn, và nó không quá là đồng bộ với EVM, cho nên là họ cũng phải nghĩ ra một cái cơ chế cầu nối, đó là Blobstream, để hỗ trợ cho cái quá trình làm sao để cung cấp các cái dịch vụ DA cho các cái giải pháp Layer 2 anh em ha. Rồi, còn một cái tên thứ ba cũng tham gia cái đường đua Data Availability là Avail. Thì nếu như mà là một người theo dõi cái dự án này thì anh em cũng biết là họ cũng đã công bố những cái lộ trình mới nhất và cũng đã hoàn thành những cái giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi mà triển khai một cái mainnet, và đặc biệt là họ cũng sẽ thông báo phát hành một cái token có tên là Avail trong thời gian tới. Thì đây là những cái giai đoạn then chốt sau cuối trước khi họ triển khai cái mainnet của mình rồi ha. Rồi, thì quay trở lại với cái câu hỏi ở đầu podcast này, đó là liệu các cái giải pháp này họ có bị thất sủng hay không, mặc dù là chúng ta thấy là họ phát triển cũng khá là cần mẫn chăm chỉ trong những cái tuần những tháng gần đây, liên tục cập nhật cái sản phẩm của mình. Nhưng mà nhiều người lo lắng là liệu các cái giải pháp DA này có thực sự cần nữa hay không khi mà EIP 4844 đã được triển khai trên mainnet. Thì để có một cái góc nhìn, một cái nền tảng rõ nét hơn trước khi chúng ta trả lời cái câu hỏi này, chắc là chúng ta nên đi vào để tìm hiểu một vài cái hạn chế của cái cơ chế blob hiện tại anh em ha. Những cái lợi ích của blob thì chúng ta đã nói quá nhiều rồi, đó là nó giúp giảm thiểu cái chi phí call data nè, cái giảm thiểu cái chi phí xác thực dữ liệu của các cái layer 2 nè, nó thay thế cho cái call data, một cái hình thức mà tốn rất là nhiều cái chi phí trong thời gian trước. Thì đây là cái lợi ích của blob, chúng ta dễ dàng nhận thấy được, và nó thể hiện ở cái việc là chi phí giao dịch của các cái layer 2 nó được giảm đáng kể trong thời gian vừa rồi. Thì đó là cái lợi ích của blob mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được. Tuy nhiên, có một vài cái hạn chế mà ít người nói tới khi mà nói về cái cơ chế blob này của Ethereum. Đó là đầu tiên á, là cái blob này nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ xử lý giao dịch của chính cái mainnet layer 1. Ở đây là Ethereum. Hiểu nôm na là như thế này, mỗi một block ở trên Ethereum thì về cơ bản nó vẫn khá là chậm,
tức là 12 giây thì chúng ta mới có một cái block. Và trong mỗi cái block này thì nhét tối đa là chỉ có 6 block thôi. Tức là cái block của EIP 4844 á, thì mỗi một block nó chỉ nhét được tối đa 6 block thôi. Thì đây là một cái hạn chế về cái khả năng xử lý. Và nếu như mà các cái layer 2 sau này mà họ có nhiều cái giải pháp roll up hơn và cái hoạt động ở trên layer 2 nó dày đặc hơn, thì có thể 6 block trên một block thì nó không quá là phù hợp và nó cũng không đáp ứng được cái nhu cầu lớn ở trong tương lai. Thì đây là cái hạn chế đầu tiên, đó là về cái tốc độ xử lý của cái block, nó vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái giới hạn của Ethereum. Một cái giới hạn nữa mà Ethereum nó vẫn đang gặp phải với cái cơ chế block này, đó là Ethereum chưa triển khai được một cái cơ chế sampling. Sampling hiểu nôm na là nó sẽ tổ hợp ngẫu nhiên các cái dữ liệu để đảm bảo là cái dữ liệu đó nó không thể bị gian lận. Tức là hiểu nôm na là họ sẽ chỉ có xác thực một phần ở trong một cái tập mẫu tổng thôi. Thì cái cơ chế này nó sẽ giúp tối ưu hơn trong cái khâu xác thực dữ liệu rất là nhiều, thay vì là phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu và phải xác thực toàn bộ cái dữ liệu để đảm bảo là cái giao dịch đó không gian lận. Thì cái cơ chế sampling này nó sẽ giúp cho các cái giải pháp EA nó tối ưu hơn trong cái khâu xử lý. Từ đó nó sẽ tăng được cái người ta gọi là cái data throughput, tức là cái tốc độ xử lý dữ liệu, tạm dịch là cái tốc độ xử lý dữ liệu. Thì cái data throughput này, nếu như mà anh em muốn tìm hiểu thêm, thì thường nó sẽ đo bằng cái đơn vị là megabit trên giây. Thì đây là một cái đại lượng để đo lường cái khả năng xử lý dữ liệu của các cái giải pháp DA ha. Rồi thì quay trở lại với cái câu chuyện hạn chế của Ethereum, thì vì họ không có được cái cơ chế sampling này nên là về cơ bản thì cái độ hiệu quả trong cái lớp DA của Ethereum nó vẫn đang bị kìm hãm. Và cái hạn chế thứ ba, thì đây là một cái hạn chế mà nó cũng khá là bất ngờ và nó phát sinh ngay sau khi Dancool nó được triển khai, đó là cái xu hướng block scription. Thì cái xu hướng tạc cái dữ liệu vào trong các cái block này, như mình đã đề cập trong một tập DeFi Discussion cách đây 2 tuần thì anh em có thể tìm lại, cái việc mà tạc cái dữ liệu vào trong cái block thì nó sẽ khiến cho chi phí của các cái block này nó đột biến tăng lên. Thì đây là một cái biến số nó khá là khó lường cho cái cơ chế block này. Và nếu như mà mạng lưới gặp cái tắc nghẽn về block, song song đó là cái nhu cầu sử dụng block của các cái layer 2 nó tăng lên, thì đây là một cái điểm nghẽn mà nó cũng khá là khó đoán và nó cũng là một cái yếu tố có thể gây ra bất ổn cho cái phí giao dịch ở trên layer 2. Yeah, thì đó là ba cái hạn chế mà chúng ta có thể thấy được của cái cơ chế block hiện tại. Tất nhiên, việc cơ chế block của Ethereum nó phát sinh những cái vấn đề và hạn chế thì nó không đồng nghĩa với việc là các cái giải pháp alternative DA, các cái giải pháp DA của bên thứ ba nó mặc định là có thể chiến thắng ở trong cuộc chiến này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại cái vấn đề và chúng ta sẽ tìm ra những cái hạn chế của các cái giải pháp DA của bên thứ ba, như là Celestia, EigenDA hay là Avell anh em ha. Thì cái hạn chế đầu tiên chắc là cũng dễ dàng nhận thấy được và rất là nhiều các cái phương tiện truyền thông cũng đã đề cập rồi, đó là các cái giải pháp này nó sẽ phát sinh thêm một cái lớp quản trị, tức là sẽ cần phải có một cái mạng lưới validator khác và stake một cái đồng native của dự án. Ví dụ như là Celestia thì họ sử dụng cái đồng Tier, hoặc là với cái trường hợp của EigenDA thì họ tái sử dụng cái ETH được restake vào EigenDA để hỗ trợ quản trị cho cái giải pháp EigenDA. Rồi Avell thì nhiều khả năng thì họ cũng sẽ có một cái token riêng để cho người dùng stake hoặc là delegate cho các cái validator để có thể hỗ trợ quản trị cái mạng lưới này. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là khi mà có một cái token mới được sinh ra để hỗ trợ cho một cái mạng lưới, để xác thực cho một cái mạng lưới, thì nó phát sinh thêm một cái lớp quản trị mới và nó phát sinh ra một cái yếu điểm mới có thể bị tấn công hoặc thao túng. Đặc biệt ở trong cái bối cảnh hiện tại thì người dùng thường có cái xu hướng là stake để có thể nhận được airdrop. Thì về cái xu hướng tăng á, về cái chiều tăng á, thì nếu như mà cái nhu cầu stake airdrop nó tăng liên tục thì nó sẽ giúp cho cái token đó nó tăng được giá thị trường, thì đâu đó cái chi phí để tấn công cái mạng lưới nó sẽ tăng lên. Thì đây nó là một cái điều tốt. Tuy nhiên, nếu như cái xu hướng này nó quay đầu và nó đảo chiều thì giá token nó cũng sẽ có một cái hiệu ứng giảm tương tự, thì từ đó nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là mạng lưới có thể dễ dàng bị thâu tóm token, và từ đó là cái tấn công liên quan đến quản trị nó sẽ vô cùng phức tạp nếu như mà cái trường hợp là cái token của cái mạng lưới đó nó quay đầu anh em ha.
Thì đây là một cái câu chuyện nó phát sinh từ cái câu chuyện là các cái giải pháp DA từ bên thứ ba họ triển khai một cái mạng lưới xác thực riêng của mình. Rồi, một cái hạn chế nữa của các cái alternative DA đó là họ không có được một cái dòng doanh thu nó đủ để có thể coi, mình tạm gọi cái từ là hòa vốn với cái định giá hiện tại của họ. Chúng ta thấy là cái chi phí cho mỗi giao dịch trên các cái giải pháp DA của bên thứ ba này thì nó rất là thấp, và từ đó thì để mà có được cái điểm hòa vốn thì cái số lượng giao dịch của họ sẽ phải tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, rất nhiều lần, để có thể gọi là đến được một cái điểm là tối ưu được cái khả năng xử lý dữ liệu của họ. Bởi vì họ sinh ra để tăng cái tốc độ xử lý dữ liệu mà, thì họ cần phải làm sao để tăng được cái nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ DA này lên thì nó mới có thể được coi là tối ưu cho một cái giải pháp của bên thứ ba. Thì vấn đề này nó vẫn đang khá là nan giải, và chúng ta thấy là cái nguồn doanh thu của các cái giải pháp DA hiện tại thì nó vẫn chưa quá là ấn tượng ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên đây vẫn là một cái thời điểm sơ khai, và các cái giải pháp DA họ cũng còn rất là nhiều những cái dư địa ở phía trước. Như mình có đề cập đó là rất nhiều roll-up họ đang sẵn sàng triển khai cái sản phẩm của mình lên mainnet, và khi mà rất nhiều roll-up nó bắt đầu nó triển khai mainnet thì có thể cái câu chuyện về doanh thu của các cái giải pháp DA này nó sẽ có những cái chuyển biến trong tương lai. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng cái dòng doanh thu thu được từ cái dịch vụ DA của các cái giải pháp này thì nó cũng không mấy là ấn tượng anh em ha. Rồi, một cái điểm tiêu cực nữa, mình nghĩ là cũng khá là tiêu cực cho các cái giải pháp DA hiện tại, đó là họ cũng phải đối mặt với một cái đối thủ tiềm tàng, đó là các cái layer 1 truyền thống mà họ có thể tích hợp thêm cái giải pháp DA. Điển hình ở đây thì chúng ta biết là Near thì họ cũng thông báo là họ cũng đã triển khai một cái giải pháp gọi là Near DA, tức là họ sử dụng cái layer 1 của mình cung cấp thêm cái dịch vụ DA cho các cái giải pháp roll up mà muốn xây dựng ở trên Ethereum. Thì đó là Near DA. Song song đó chúng ta có một vài cái tin đồn thời gian gần đây, đó là Solana cũng đang có một cái dự tính là họ phát triển cái mạng lưới của mình như là một cái giải pháp DA để hỗ trợ cho các cái roll up. Thì thông tin này chúng ta cũng chưa biết, vì nó cũng khá là nửa thật nửa đùa. Tuy nhiên là về mặt cấu trúc thì có thể đâu đó các cái layer 1 này họ sẽ xem xét đến cái việc là phát triển thêm một cái nhánh dịch vụ DA và cung cấp cho người dùng. Thì cái xu hướng mà các cái layer 1 họ muốn triển khai một cái lớp DA á, nếu như mà nó thành sự thật thì có thể các cái giải pháp data availability hiện tại có thể gặp rất là nhiều thử thách, và đồng thời đó là họ cũng sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn để có thể giành được thị phần trong cái mảng thị trường DA này. Rồi, ok, vậy thì chúng ta đã đi qua được những cái cơ hội cũng như là những cái điểm hạn chế của các cái giải pháp DA từ bên thứ ba. Vậy thì chúng ta có thể rút ra được những cái gạch đầu dòng nào từ cái câu chuyện này? Đầu tiên chúng ta phải công nhận với nhau đó là vẫn còn rất là nhiều dư địa cho cái mạng DA này, khi mà rất là nhiều các cái roll up, các layer 2 họ vẫn đang chuẩn bị để triển khai mainnet. Thì đây là một cái dư địa rất lớn mà cái blob của Ethereum có thể nó sẽ không hoàn toàn đáp ứng được, mặc dù cái blob ở trên Ethereum tất nhiên là nó sẽ an toàn về mặt bảo mật hơn, về cái khả năng cái rủi ro bị tấn công quản trị thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với giải pháp DA. Tuy nhiên cái tốc độ là cái mà hạn chế của Ethereum layer 1 thì nó vẫn còn ở đó, và khi mà cái nhu cầu roll up nó lớn lên dần thì có thể cái blob của Ethereum nó không thể nào đáp ứng được hết cái câu chuyện này. Thì đó vẫn là một cái phần để ngỏ cho các cái giải pháp DA anh em ha. Rồi, thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy được một điều, đó là các cái giải pháp DA từ bên thứ ba thì họ cũng rất là lọc lõi trong cái việc kết hợp những cái công cụ tài chính để đâu đó giữ được cái dòng tiền ở bên trong cái sản phẩm của mình. Với các cái giải pháp như là Celestia, chúng ta cũng đã thấy là họ cũng đã có cái câu chuyện liên quan đến airdrop chẳng hạn, tích hợp airdrop cho các cái staker của đồng tier ha. Hoặc là với EigenDA thì họ có một cái game khác, đó là cái game về restaking. Đâu đó nó vẫn sẽ có cái hơi hướng là airdrop trong đó, nhưng mà về cơ bản thì game restaking thì nó đâu đó nó tạo ra thêm những cái dòng yield mới thông qua cái hoạt động là xác thực, tái sử dụng ETH để xác thực các cái mạng lưới mới. Thì đó là một cái game mới, một cái công cụ mới về tài chính mà các cái giải pháp DA của bên thứ ba họ tích hợp vào song song với cái câu chuyện sản phẩm của mình.
thì họ cũng tích hợp vào để đâu đó giữ được cái giá trị, giữ được cái dòng tiền ở bên trong cái sản phẩm của mình. Rồi, thì với những anh em nghe đến đoạn này thì cũng chắc chắn là cũng sẽ xem xét cái câu chuyện là vậy thì các cái token này thì nó có đáng đầu tư hay không, hoặc là nó có gặp vấn đề gì trong tương lai khi mà có những cái thách thức vẫn còn rất là nhiều những cái biến số hay không. Thì thú thật là cá nhân mình không thể trả lời cái câu hỏi này cho anh em được. Nếu như mà anh em cũng có quan tâm đến cái mạng này, muốn tìm thêm những cái cơ hội để có những cái quyết định đầu tư nó phù hợp, thì mình nghĩ là có 3 thứ sau đây mà anh em nên xem xét để có thể đưa ra một cái lựa chọn nó phù hợp cho mình. Cái yếu tố đầu tiên đó là những thông số cơ bản liên quan đến tài chính, ví dụ như là cái tỷ lệ staking của cái dự án DAI nó đang là bao nhiêu. Chúng ta phải xem xét được là liệu cái token đó nó đang được stake vào đơn giản chỉ để hưởng airdrop hay không, hay là nó được sử dụng để luân chuyển và nó hỗ trợ cho các hoạt động ở trong cái mạng lưới đó hay không. Đó là cái câu chuyện về staking ratio, đó là cái tỷ lệ lượng coin được stake vào trên cái tổng cung của dự án. Cái nhiều những cái thông số khác, bên cạnh đó có nhiều cái thông số khác thì anh em có thể xem xét, ví dụ như là cái tỷ lệ inflation nè, cái tỷ lệ lạm phát nè. Quan trọng nhất với mình đó là cái câu chuyện về revenue, tức là các cái hoạt động ở trên mạng lưới nó có sôi nổi hay không, và nó có thực sự mang lại dòng tiền từ cái hoạt động kinh doanh, từ cái việc là cung cấp dịch vụ DA hay không. Hoặc là anh em có thể thực dụng hơn một xíu, tức là cũng nên cân nhắc vào đó những cái dòng tiền từ airdrop chẳng hạn. Thì nếu như mà có nhiều cái roll up họ sử dụng cái dịch vụ của DA đó, thì chúng ta sẽ thấy là đâu đó thứ nhất nó có một cái dòng doanh thu từ cái dịch vụ DA nè, là một. Thứ hai nữa là nó tăng cái độ uy tín và nó tăng giá trị cốt lõi cho cái giải pháp DA đó. Và thứ ba là đâu đó nó sẽ có những cái chiết xuất về airdrop chẳng hạn, nó có những cái phân bổ về airdrop cho cái staker ở trong cái mạng lưới đó, thì nó cũng là một cái dòng tiền mà anh em cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên á, là rõ ràng nếu như mà cái gì quá thì nó cũng không tốt, đúng không? Thì nếu như mà cái tỷ lệ staking vào nó quá cao như mình có đề cập hồi nãy, và chỉ để họ hưởng cái airdrop này á, thì đâu đó nó cũng là một cái tín hiệu khá là xấu, nó cũng là một cái tín hiệu tiêu cực. Và anh em cũng cần cân nhắc cái sự cân đối giữa đâu là một cái tỷ lệ staking nó phù hợp và đâu là cái cơ hội về mặt airdrop nó tiềm năng trong tương lai. Rồi, thì đó là cái câu chuyện về mặt các cái thông số về tài chính. Còn cái gạch đầu dòng thứ hai mà mình thấy được cũng khá là nhiều các cái bài đăng chia sẻ ở trên Twitter, đó là về cái tốc độ xử lý giao dịch. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi trong tương lai thôi. Bởi vì các cái bài đăng ở thời điểm hiện tại thì đâu đó nó vẫn chỉ là ước chừng, và nó rất là khó để có thể xem xét, rất là khó để có thể ước lượng được chính xác. Nếu như mà các cái sản phẩm nó chưa thực sự triển khai ở trên mainnet, thì nó cũng khá là giống với cái câu chuyện là transaction per second, TPS của các cái blockchain anh em ha. Thì cái khả năng xử lý dữ liệu này nó cũng là một cái thông số mà anh em cần phải theo dõi thực sự là cái dự án họ sẽ thực hiện được cái đó đến mức nào. Và cái tốc độ này thì như mình có đề cập ở trên, nó là data throughput, và nó được đo bằng đơn vị là megabit trên giây ha. Và cái gạch đầu dòng cuối cùng đó là các cái dịch vụ DA từ bên thứ ba này, họ có thu hút được nhiều dự án sử dụng cái dịch vụ của mình hay không. Và nếu như mà có cái lượng dự án sử dụng dịch vụ DA này dồi dào, thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt rằng cái dịch vụ này nó có một cái lợi thế cạnh tranh về dài hạn khi mà nhiều cái roll up sử dụng cái dịch vụ DA của mình. Thì đây cũng là một cái chi tiết mà anh em cần theo dõi, bên cạnh những cái câu chuyện liên quan đến thông số về tài chính, hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như là cái khả năng xử lý giao dịch. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà anh em cần xem xét trước khi đi đến một cái quyết định là có nên đầu tư vào một cái dự án trong cái mảng Alternative DA này hay không. Ok, thì đó là những gì chúng ta có cho DeFi Discussion tuần này. Mình hy vọng là những thông tin trên đây hữu ích cho anh em, và nó sẽ giúp anh em có những cái góc nhìn của cá nhân mình, và từ đó đưa ra được những cái quyết định đầu tư nó phù hợp ha. Rồi, thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi, bye bye anh em.